Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, trong đó có Hưng Yên tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi hơn 40 độ C khiến tình trạng nhập viện tăng cao. Những ngày nắng nóng này, số người đến khám và điều trị các bệnh về da tại bệnh viện tăng 15-20%. Bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh da đặc trưng của mùa hè như viêm da tiếp xúc do nắng, biểu hiện bằng các vùng ngứa, rát đỏ, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn da, bỏng nắng, cháy nắng, thậm chí có người bị bong da, lột da sau khi đi nắng. Tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, lượng bệnh nhân là người cao tuổi nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện tăng cao. Đặc biệt, bệnh nhân mắc các bệnh lý viêm phổi, rối loạn điện giải tăng 50% so với những ngày bình thường. Tương tự, tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã điều trị nội trú cho hơn 100 bệnh nhi liên quan đến các bệnh lý tai mũi họng, chủ yếu là viêm mũi họng cấp tính, viêm tai giữa cấp, viêm VA. So với những tháng trước, lượng bệnh nhi nhập viện tăng khoảng 20%. Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, các bệnh viện trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để giảm nhiệt nắng nóng cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, như triển khai đón tiếp bệnh nhân từ 6 giờ sáng, tăng cường quạt công nghiệp, điều hòa, nước uống tại các hành lang bệnh viện và trong các phòng điều trị nội trú. Nhằm chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo chống nắng, đeo kính khẩu trang chống nóng, uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Orezon. Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người, thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng và ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, tăng cường vệ sinh cá nhân.